Con đi chợ về. Hôm nay đi chợ bán lộc lý quá trời luôn, mà mua về bầu, mua về thăm cá. Rồi đem mấy con đi vô trong làm rồi vô cơm với cô bác. Cô ba đem lỗ vô đi, rồi vô cơm. Nấu cơm biết cô ba vô ăn cái dạ. Mua được mớ bông bí với đọt bí ngon quá nè cả nhà. Ngon, bí non nó ngon. Dạ, cô ba là khoái bí non quá không? Bí non nó ngon, cô ba khoái. Mua luộc hoài luôn. Dễ ăn. Dễ ăn. Hôm nay mấy chị em tính hấp cá lóc. Rồi này cá cơm cũng bự quá này, mua mấy trăm gram về kho. Em khoái cá. Còn khoái cái lượng như vậy. Cá cơm mà kho. Nó kho ngon. Dạ. Sáng có bán cá khô nữa cô ba. Cá tươi luôn. Cá tươi ngon vậy. 5.000 á. Rẻ. Còn hình như là ta nếu mà ta hớt sẵn là 12.000 trăm á. Mua dễ hớt, dễ hớt đâu có mua lâu đâu. Mới mua có nhiêu mà. Để người ta bán cho mấy người ta. Có thời gian đúng rồi, không có thời gian. Mà này làm gì chợ đông ghê chứ. Này bán cá được không cô ba? Được. Cô ba bán gì sớm? Giờ trước mấy con đi chợ mà. Giờ sao cô ba? Nhưng mà nó khỏe mà. Nay chúng cái gì cô ba? Cá sát. Cá sát. Cô ba cá sát kho béo lắm cô ba ơi. Béo mà. Béo. Mà khoái béo quá nha. Nó béo nó ngon thì. Chị thấy béo mà chị không ngọt. Vô cơ địa rồi. Cô ba có khoái béo nè, cô ba cũng đâu ngọt đâu. Cũng rồi. Cô đưa cá xuống rồi về hả cô? Tôi về, đưa cá xuống rồi bán rồi về. Cô đưa cô biết một xíu mà. Cô Tư tự nhiên bận rộn quá. Ừ. Dạ, cô Tư có mình ơi cô Tư. Đang ở chỗ nào đứng yên chỗ đó. Đó mình nhiều quá nữa này sáng chị thấy không mười mấy cái hàng ca sợ quá. Hồi lúc trước hồi năm ngoái có 100 mấy 200 mà. Dịch là được chứ em đâu sợ đâu. Thì từ dịch cái đợt dịch từ cái đợt nghỉ lễ 30 tháng 4 năm á bắt đầu nó bùng lên. Từ đợt dịch đó em mà cái đợt dịch này em sợ nha. Chứ cái đợt dịch trước thì em không có sợ lắm. Cái này quá nhiều cô ba. Để bùng lên. Tại đợt dịch trước cô ba đi chơi quá trời gì đợt lễ chứ đi chơi quá trời đi mà hên quá bữa đó em nhà đi đâu chị cũng ở nhà biết sao mình lễ mà đi á mệt quá với lại bán đồ mắc lắm em làm biến đi đúng rồi đi lễ rồi bị chặt chém á chẳng hà đi mấy ngày thường nó vừa vắng mà nó vừa rẻ bữa lễ thì bán năm cũng đâu có làm lễ tết ha vừa đông mà vừa đồ ăn làm cũng có bạn bình thường nó còn mắc hơn á phục vụ kêu năm hồ 10 hiệp năm nay lễ 18 tháng 5 cũng không làm luôn chứ bình thường đi qua bển là vui lắm đông lắm đông lễ này đông lắm lễ thầy mà thường tới 18 tháng 5 là năm nào cũng mưa chứ nghe có bữa mưa dầm mưa nguyên ngày luôn không mà đi qua đó chị cái hai bên đường người ta cho cà phê cho trà đường rồi xe đông lạnh nhóc chứ còn bún thì kia ta nấu ta bún là đó. Có mấy cái nhà đãi bún á bạn ơi nói chị rộng quá nghe có lễ 18 tháng 5 này cũng đi vui lắm. Lễ 18 tháng 5 mấy năm nay năm nào cũng muốn đi với ba con chứ. Đi với ba với em con. Đi gì mà ở sao nó đạp giết mình đó. Mình bỏ cho con này. Con mà còn mua tiếp của đó thì còn nó lấy đã đạp nó chết luôn đó. Đồng. Đồng. Bởi vì người ta đâu cho chạy xe đâu. Ban ngày còn cho chạy ngay ban đêm nữa. Nó ghét hết trơn.
hai bên đều thương bán thì cô cho một bộ cô ba ta, tới cái ngày đó người ta làm từ thiện mà làm từ thiện nhiều vì mình thấy gì đó mình cũng đang ngồi bán cái này hai bên mấy mà đi mà bển đổi tiền lẻ rồi cho người xin có cái tiền xin bí này mình lặt thì mình phải bỏ cái nhị cả nhà. Có một số người thì người ta không bỏ gì em cũng không biết làm sao nữa. Giang gì bị hay bị đắng rồi. Nhưng mà em nhưng mà có một số người người ta lại không bỏ. Nhưng mà mình thì mình bỏ quen rồi. Chị là lặt sạch sẽ chứ. Đúng rồi, có một số người ta nói mình lặt cái con bí cái mình bỏ gì cái bông nó mắt đẹp. Cái tét gì đó. Bông chè bè mắt đẹp. Em chịu đắng chút xíu mà cho nó đẹp hả? Đẹp là được. Đẹp con mắt. Có 400 gram mà cắt cụm sống luôn vậy sao người ta cắt mau quá mình cắt lâu quá à. Cái gì ăn cá không qua? Ăn qua nó ngóng mỏ ngoài trước. Chết. Quý ngon lắm nè. Giờ mình sẽ bắt đầu ướp cá để lấy pH nha cả nhà. Mình cho đây nước mắm. Ít bột ngọt nữa. Còn này lát mình để vô bụng cá. Ít tiêu cho hơn. Giờ mình sẽ đeo bao tay vô để bắt đầu mình ướp cho nó thấm cá hơn. Ở đây mình có mấy cái đầu hành nè cả nhà. Nghe nói bỏ đầu hành vô thì sẽ làm ngọt con cá hơn nữa. Thì bây giờ mình để chừng 10 phút cho nó thấm con cá rồi sẽ bắt đầu mình đi hấp. Trong thời gian Lan để ướp cá thì để thấm cá thì mình ướp cá của mình luôn. Mình kho. Này để nước thôi. Dạ, để nước sôi nha chị. Đây mình cho đường bột ngọt vô. Bột ngọt à. Mình ướp trứng gì nặng cá nó cứng hơn nha. Muốn đường. Nước lắm. Có để nước màu để chị miếng. Cá này cắt hơi cực rồi mà ăn nhanh hết lắm. Cắt lâu mà ăn nhanh hết lên. Ta cắt mau ghê mình cắt dễ như sống. Giờ thì mình bắt đầu kho cá. Cá mình ướp sẵn rồi nên là mình chỉ thử tỏi cho nó vàng rồi mình đổ vô thôi. Thôi cá trong ô đất nó sẽ ngon hơn. Đây cái này mà nấu cháo trắng ăn cũng ngon quá đi. Ngon. Cá kho tiêu. Thêm cái hộp muối nữa. Ừ. Rồi nè Lan ơi. Rồi
Giờ nước sôi mình sẽ bắt đầu thả cá luôn. Hết con cá trước thơm ha. Thơm. Thơm nước mắm hả chị? Giờ mình sẽ để bí vô luôn nha cả nhà. Tại vì sợ nó gục còn mấy thì hồi nó gần chín á thì nó mình vớt nha. Cái trái bí nó lâu chín hơn cái đọt bí. Cái này bông bí. Em thích cái đọt bí này mà xào tỏi chị, ngon á. Dạ. Chị chưa ăn mà chị nghe nó ngon. Đậy nắp lại không nào. Còn cá chỉ sôi ù ù. Chị để cho nó cứng á. Cho nó khô nước lại. Rồi, bí nhớ chín rồi cả nhà. Giờ mình sẽ vớt bí vớt cá ra luôn. Rồi mình để đọt bầu vô sao. Để lâu quá nó gục. Mình thả đọc bí vô luôn nha cả nhà. Mấy cái này thì nó mau chín hơn bí. Mình để sao. Cá nó queo rồi, mình sẽ chế vô miếng dầu cho nó béo. Mình sẽ để tiêu vô. Cái này mà có cháo trắng này cũng ngon nè cô ơi. Cái chảo cái kho con nè. Mình để tiêu nhiều nhiều. Dạ. Này cháo lá dứa cô ba. Nó cháo lá dứa thơm. Của con gọi đó, để Lan vớt cá ra nữa là mình ăn cơm được đó cô ơi. Bí giờ nó cũng đọc bí giờ chín rồi nè cả nhà. Nó sôi lên là được rồi. Mình sẽ vớt ra. Cơm chị Như ơi. Rồi, em xong rồi. Chào cả nhà, thì bây giờ nhà mình cũng nấu xong bữa cơm ngày hôm nay nè cả nhà. Mời cả nhà cùng dùng chung với mấy cô cháu nha. Mời cả nhà dùng cơm nha. Mời cả nhà dùng cơm. Nay ăn bữa cơm quê đi. Cơm có lóc hấp với rồi bữa nay ăn cái món này là hơi mát luôn á. Đảm bạc. Cho chén cơm gì đó cho. Nè món này mát nè, ba cái bí như đọc bầu gì đọc bí luôn ngon. Nên mình ăn từ gốc tới rễ của nó luôn. Cái đọt cái tới cái bông tới cái trái luôn. Rồi xin mời cả nhà. Mời cả nhà ăn cơm cá lóc hấp. Cá lóc này cô ăn được ha. Được. Đây lấy cái nhỏ đựng xương thôi. Rồi để em lấy nha. Nè cô ba, cô ba. Để đi con lấy cho. Cô ba hết bí nè, ăn bí cho cô. Bí này ngon. Ăn bí được tốt không? Dạ. Ăn bí bổ não cô ba. Bổ não cũng tốt. Tốt sức khỏe. Cá dẻo quá. Nước này chắc ngọt vậy lắm. Cá đồng ngon á. Dạ. Nước nó hấp ngọt các bạn. Cá kìa. Cá.
nước cá rồi nước rau. Có kho nữa. Nó ăn đạm bạc mà thấy ngon ha. Cực kỳ là không có xuống mà. Trời ơi, lần nào cũng vậy. Cô Tư ơi, quá hay cô Tư ơi, mới vừa nhắc. Cô Tư có nhai mũi không? Con mới nói thì con mới nói bữa nay dán cô, dán cô rồi. Nó đói rồi, mất ấy mì cho nó ăn. Cô Tư canh đúng giờ luôn. Công nhận thì chứ em mới vừa nhắc dứt tiếng luôn á. Nè chị bế giùm cô Tư đi chị. Bữa nay có lóc hấp bí hả? Dạ. Lóc bí. Cô Tư hay thiệt. Con mới vừa nói bữa nay vắng cô Tư rồi, không ai nói chuyện này kia kia nọ. Bữa nay nấu cái này ngon dữ rồi. Canh cá lóc nó canh bí, cá lóc nó canh bầu. Tư quá ngon rồi. Con cũng hay quá chứ. Hay thiệt luôn á, luôn có tình. Cơm ngay bữa cơm. Tư có hồi nè. Cá này ngon lắm rồi, ăn ngon. Cá cơm còn nhưng lại cắt cả buổi trời. Cắt cả buổi trời mới được. Khéo mới nãy lục rồi. Có người ta tâm cắt sẵn đó không? Dạ, mà cắt sẵn mắc hơn á cô Tư. Ừ. Cắt sẵn thì 12.000. Bí non hấp cá lóc là ngon. Nó dễ ăn mà bí non này con ăn nó bổ. Lọt bí rồi bông bí, trái bí ăn từ gốc tới rễ. Nó ngon sợ cô ăn nhiều cô nấu là cơm dữ rồi. Nấu chiều heo thôi, nấu chiều ăn nấu đi. Làm nước canh cháo rồi nấu rồi, cà phê nấu vậy. Thật ngay luôn. Nêm lạc lạc cho ăn mắm chiều dừa. Con nêm cũng nhát nhát tơi lắm. Lạc lạc thì lạc lạc sợ nó mặn. Nêm nước mắm vô nó vừa ăn thôi. Dễ. Còn con mặn quá cái hết. Mặn chữa không được. Mặn quá chứ nước vô con tư. Quay lại quay ngược lại giống trên mạng chị. Để mua muối vô lỡ mặn mới cho mình quay ngược. Lúc đó cô còn nhỏ đó bà nội con kêu cô nấu cà hầm ấy dừa đó. Dạ. Cho ông ba ông ăn, ông thợ ông ăn. Cái cô niêm sao mặn quá. Cái ông gà nó còn mặn. Cái cô nói ông ba đừng ăn. Để ông chế nước vô. Nấu ra hôi lỡ rồi cử chứ. Cô đâu có biết. Cô nói mặn quá ông tha hay ăn để vô chế nước. Đó ông làm tiếp nhà bà nội đó. Gấp đó cô còn nhỏ cô cũng biết. Con nó chế nước vô cái nó hết mặn. Sớm giờ con chăm cô Tư quá trời chăm. Mấy nay cô Tư mất tiêu. Cô ba nó vừa đem cá xuống sớm lắm. Về luôn không muốn gì. Rửa chén. Tư. Đang xin nước rồi phải. Khi nào nước nó ấy cô Tư? Bữa hai bữa nó quay rồi chắc sáng. Sáng là mấy con về. Đợi nó xây giấc khuya đó. Cô phải đi sớm. Này chắc phải mình thức mình canh nước. Dở bằng ngày. Mình thức mình canh nước. Nó vừa gầm là đi ra ngoài rồi. Cái nó vừa lớn là về đúng không? Nước gầm đi nước lớn về. Cái này cái mưa của mình nó cũng đỡ lục bình ha. Không, không có lục bình nó dễ đi à. Bơi dễ. À, nước này nó cũng quay rồi đó con. Nó quay nó đục rồi đó. Đục ngầu rồi. Đục rồi có cá rồi. Ăn như ớm qua cái ăn này con. Ăn cho bổ. Ăn cho bổ. Con khoái ăn cá khò lắm. Nhất là ăn với cháo trắng á. Không ngon. Cái này mình chay miếng đá cũng ngon cái này. Ừ. Nước dừa cũng được á, chán dừa.
nó vừa là ăn cua dạng sang rồi đó, sang rồi đó. Thế ăn đá à, mà lạnh ngon. Ngày sáng nấu cháo trắng với lá dứa. Vậy mà cô thích dưa mắm. Dưa mắm với hộp vịt muối nữa cô Từ. Nó là khác khác rồi. Cô thích dưa mắm. Mình quá quen rồi. Đưa nhiều là cô cũng ăn hết. Mà cô ăn đồ cô tiếc lắm không? Mà dư dư là cô cũng húp hết trơn à. Nước đồ cô ít có bỏ đâu. Nói vậy ai ăn mì còn dư nước là cô hết trơn. Đồ bí này mì cũng dễ không lắm mì. Tại cô nấu tánh cô nóng, cô nấu cô sồn thịt cô bị la à. Dư từ hôm nó gán một chút nó không được sao. Tại cô gấp đó rồi cô làm lẹ lẹ cô làm chuyện khác. Cái cô bỏ cô sồn thịt cho. Thôi cô ham làm chuyện này chuyện kia. Cô đi dễ dớn, cô chà dớn mà sồn mà sực không à. Chẳng cô chà riết, cũng thấy cái khác. Cô sợ nước nó lớn đó, cô làm không kịp. Con đầu con cô lên nhà cô Tư, giữ cô Tư mình như thế này nó không tề tỉnh lắm. Cô ba lên, cô ba sợ rồi. Mới con lên hai dạo. Hai dạo? Mình Tư nhắc số. Thì còn ngon làm gì? Cái con chà vậy. Làm rồi ăn gấp lắm chứ không phải như mấy con làm từ từ. Gấp gấp chứ pha cho chín người rồi. Là cô ba lên là cái nồi mắm hầm đó con. Điện tư nó khỏi sôi. Cô ba có sợ lắm. Cô ba nói thôi, tao lên nhà mày tao ở không được không? Nóng lên là ăn đó. Chứ không phải như mình cũng ăn thôi chứ. Thấm. Bởi vì cô ba đi cắt lúa với cô đâu được. Cô ba chờ nấu rồi thì nắng lên rồi làm đâu có được, đâu cắt được. Còn cô muốn cắt là cô bỏ đi cắt đó. Cô không có ấy, cô làm mà sồn xịt đó. Xin chào cả nhà. Hôm nay mấy cô cháu cũng dùng xong bữa cơm rồi. Thì mình xin kết thúc video clip tại đây nha. Hẹn gặp cả nhà ở video sau. Tạm biệt cả nhà. Tạm biệt cả nhà. Này ngon quá.